Daddy Finger, Daddy Finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Mummy Finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Brother Finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Sister Finger, where are you? Here I am, how do you do? Baby Finger, where are you? Here I am, how do you do? Mừng Giáng sinh đến, Giáng sinh bình an. Mừng Giáng sinh đến, đến khắp mọi nhà. Cùng nhau chúc Giáng sinh thật ngọt ngào. Cùng nhau ta chúc Merry Christmas. Cùng nhau ta chúc Giáng sinh ngọt ngào và một năm mới bình an. Cùng chúc nhau an lành, cùng nhau luôn khỏe mạnh. Ta chúc nhau thật hạnh phúc đầy và một năm mới bình an. Mừng Giáng sinh đến, Giáng sinh bình an. Mừng Giáng sinh đến, đến khắp mọi nhà. Thầy mang cho tôi chiếc bánh bù đình, thầy mang cho tôi chiếc bánh bù đình, thầy mang cho tôi chiếc bánh bù đình và hãy mang nó lại đây. Cùng chúc nhau an lành, cùng nhau luôn khỏe mạnh. Ta chúc nhau thật hạnh phúc đây và một năm mới bình an. Mừng Giáng sinh đến, Giáng sinh bình an. Mừng Giáng sinh đến, đến khắp mọi nhà. Kìa Santa đến đây kia rồi kìa, kìa Santa đến đây kia băng à, kìa Santa đến nơi đây kia rồi và sớm có mặt thôi. Cùng chúc nhau an lành, cùng nhau luôn khỏe mạnh. Ta chúc nhau thật hạnh phúc đầy và một năm mới bình an. Mừng Giáng sinh đến, Giáng sinh bình an. Mừng Giáng sinh đến, đến khắp mọi nhà. Cùng nhau chúc Giáng sinh thật ngọt ngào. Cùng nhau ta chúc Merry Christmas. Cùng nhau ta chúc Giáng sinh ngọt ngào và một năm mới bình an. Cùng nhau ta chúc Giáng sinh ngọt ngào và một năm mới bình an. Yeah.
đó là Giáng sinh và các thành viên của nông trại đang tận hưởng ngày lễ. Cùng nhau ta chúc Merry Christmas, cùng nhau ta chúc Merry Christmas, cùng nhau ta chúc Merry Christmas và một năm mới lại sang. Cùng chúc nhau an lành, bạn sẽ luôn khỏe mạnh. Ta chúc nhau thật hạnh phúc và một năm mới bình an. Hãy mang cho tôi chiếc bánh pudding, hãy mang cho tôi chiếc bánh pudding, hãy mang cho tôi chiếc bánh pudding và hãy mang nó lại đây. Cùng chúc nhau an lành, bạn sẽ luôn khỏe mạnh. Ta chúc nhau thật hạnh phúc và một năm mới đẹp tươi. Hãy mang cho tôi ít thức ăn nào, hãy mang cho tôi ít thức ăn nào, hãy mang cho tôi ít thức ăn nào và hãy mang nó lại đây. Cùng chúc nhau an lành, bạn sẽ luôn khỏe mạnh. Ta chúc nhau thật hạnh phúc và một năm mới bình an. Các thành viên trong trang trại chúc bạn Giáng sinh vui vẻ và một năm mới hạnh phúc. Sang đời đó ta thức thể dục bạn ơi, cho bà
chạy một vòng khoe ghê. Trong khi đó gà nhảy và bay, và mì bằng hơi đã sang rồi đó, ta thích thể dục bạn ơi, cho bò chạy một vòng khoe ghê. Trong khi đó gà nhảy và bay. Buổi sáng chào chào buổi sáng, ta nên thức tập thể dục thôi. Buổi sáng chào tốt bạn chào buổi sáng, ta nên thức tập thể dục thôi. Sang rồi đó ta thức thể dục bạn ơi, heo hít đất 100 cái đấy bạn ngựa tung hướng banh lên trời cao. Và mì bạn hơi đã sang rồi đó ta thức thể dục bạn ơi, heo hít đất 100 cái đấy bạn ngựa tung hướng banh lên trời cao. Buổi sáng chào chào buổi sáng, ta nên thức tập thể dục thôi. Buổi sáng chào tốt bạn chào buổi sáng, ta nên thức tập thể dục thôi. Sang rồi đó ta thức thể dục bạn ơi, cù kéo tay cậu ta hằng hai, gà tay quế quá ta đội trên tay. Và mì bạn hơi đã sang rồi đó ta thức thể dục bạn ơi, cù kéo tay cậu ta hằng hai, gà tay quế quá ta đội trên tay. Buổi sáng chào chào buổi sáng, ta nên thức tập thể dục thôi. Buổi sáng chào tốt bạn chào buổi sáng, ta nên thức tập thể dục thôi. Đây này ở trong ngôi nhà chắc đã xây. Mặt nhà kia này chuột đã ăn rồi, ở trong ngôi nhà chắc đã xây. Đây là con mèo đã giết con chuột, vì ăn viên kẹo ở trong ngôi nhà chắc đã xây. Con đây này lo lắng cho con mèo, đã giết con chuột vì ăn viên kẹo, ở trong ngôi nhà chắc đã xây. Đây là con bò chú có cái sừng, đã khiến con chó lo lắng cho con mèo, đã giết con chuột vì ăn viên kẹo, ở trong ngôi nhà chắc đã xây. Nhưng cô gái này bị bỏ rơi ở đây. Đây là con bò chú có cái sừng, đã khiến con chó lo lắng cho con mèo, đã giết con chuột vì ăn viên kẹo, ở trong ngôi nhà chắc đã xây. Đang ngon mơ đây rít nát và thật lầy, hôn cô gái này bị bỏ rơi ở đây. Đây là con bò chú có cái sừng, đã khiến con chó lo lắng cho con mèo, để giết con chuột vì ăn viên kẹo, ở trong ngôi nhà chắc đã xây. Kết hôn cho anh này rách nát và thất lạy, hôn cô gái này bị bỏ rơi ở đây. Đây là con bò chú có cái sừng, đã khiến con chó lo lắng cho con mèo, đã giết con chuột vì ăn vi kẹo, ở trong ngôi nhà chắc đã xây. Gà trống ở đây trong đám đông này, thức linh mục đã cao lông cừu. Kết hôn cho anh này rách nát và thất lạy, hôn cô gái này bị bỏ rơi ở đây. Đây là con bò chú có cái sừng, đã khiến cho con chó lo lắng cho con mèo, đã giết con chuột vì ăn vi kẹo, ở trong ngôi nhà chắc đã xây. Người nông dân ở đây gieo cây bắp này, làm chó con gà cùng nhau lo cả. Làm thức linh mục đặt cao lông cừu, kết hôn cho anh này rách nát và thật lầy, hôn cô gái này bị bỏ rơi ở đây. Đây là con bò chú có cái sừng, đã khiến cho con chó lo lắng cho con mèo, đã giết con chuột vì ăn, ở trong ngôi nhà chắc đã xây. Ở đây có ngựa với chó sông qua sừng, người nông dân ở đây gieo cây bắp này, làm chó con gà cùng nhau lá cà, làm thức linh
đến một đà cao lông cừu. Kết hôn cho anh này rách nát và thật lây. Hôm cô gái này bị bỏ rơi ở đây. Đây là con bò chú có cái sừng, khiến cho con trò lo lắng cho con mèo. Để giết con chuột bị ăn với kẹo ở trong ngôi nhà chắc đã xây. Wow, nhà của Trắc chắc chắn là một câu chuyện dài.